Hoa Lan Anh Lượng xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Hiện tại là buổi chiều tối của ngày 15 tháng 11 năm 2018 thì bên cơ sở Lan Rừng nhà em có về những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Và giới thiệu với các cô chú anh chị và các bạn là cái cơ sở của Hoa Lan Anh Lượng ở tại huyện Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng ạ. Và ở đây số điện thoại để mà cô chú anh chị có thể liên lạc đặt mua hàng với kênh Hoa Lan bên nhà em là 01238 686 067. Và cái hôm nay thì bên cơ sở nhà em có về những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và những cái hình phi điệp tím này thì em đã chia ra theo từng cái hình nhỏ để cho cô chú anh chị có thể dễ dàng lựa chọn nhé. Thì ở đây thì đây ạ, ngoài ra thì cô chú anh chị nếu như những cái hình thân lớn này thì em có thể bán theo giá kg đây ạ. Hàng thân dài đẹp này thì em sẽ bán theo kg. Cô chú anh chị nào mà muốn mua kg thì có thể liên hệ đặt hàng bên em ạ. Cái thân phi điệp tím của vùng Cao Bằng vàng óng rất là đẹp đây ạ. Rồi ạ, đây thì em có một số cái hình phi điệp tím hàng ngắn. Em chia ra theo hình để cô chú anh chị có thể tiện xem và sưu tầm nè. Em xin giới thiệu từ hình số 1 đi nhé. Hình số 1 đây ạ. Hình số 1 gồm có hai thân cực xinh. Em bán là 400.000. Hai thân rất là xinh ạ. Nó rơi vào khoảng 2 năm 30 nhé. Hình số 2 bao gồm có 3 thân phi điệp tím của vùng Cao Bằng. 3 thân ạ. Hình số 2 em bán là 400.000 ạ. Hình số 2 400.000. Là có 3 thân. Cái thân này rụng hết lá rồi. Hình số 3 là có 2 thân dài khoảng tầm 30 cm. Có 3 thân nhé cô chú anh chị nhé. Có 3 thân tất cả, có 2 thân dài và 1 thân ngắn hơn ạ. Hình này em bán là 460.000. Là đều là hàng lá nhựa nhé. Tiếp theo là hình số 4 bao gồm có 3 thân. 3 thân này em bán là 500.000 ạ. Rất là đẹp ạ. Hình tiếp theo là hình số 6. À hình số 5. Hình số 5 thì có tất cả là 5 kiến nhé. Và ở cái dề này thì đã có khá là nhiều kiến rồi. Tuy nhiên thì các kiến là rụng lá nhé. Nó vào mùa rụng lá, mùa nghỉ, mùa đông, mùa nghỉ rồi đấy ạ. Hình này em bán 250.000. Và tiếp theo hình số 6 có 3 kiến cực kỳ là đẹp. 3 kiến phải nói là siêu đẹp luôn. Đó, 3 kiến này em bán là 500.000. Có kiến phải nói là rất là nù, rất là đặc sắc. Hình tiếp theo là hình số 7. Dạ, hình số 7. Hình số 7 này thì có 5 kiến ạ. Hình 5 kiến rất là đẹp. 5 kiến nù rất đẹp đây. Có một kiến thì đã rụng hết lá rồi. 5 kiến này em bán 380.000. Hình tiếp theo hình số 8 có 6 kiến, em bán 400.000 ạ. Dạ. Các kiến nhìn thích luôn đấy ạ. Rất là đẹp. Hình tiếp theo hình số 9 có 2 thân dài miên mạng, 2 thân rất là đẹp luôn. Hai thân rất đẹp cô chú anh chị nhé. Hai tay hoa này hứa hẹn mùa hoa khá là rực rỡ rồi đấy ạ. Hình này em bán là 650.000. Hình tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này có 2 thân xinh ạ. Rất là xinh. Hình số 10 này em bán giá là 480.000. Hình số 11 ạ. Hình số 11 này có tất cả là 7 kiến quá đẹp luôn. 400.000. Nó là quá đẹp luôn. 7 kiến quá xinh luôn. Hình số 12 5 kiến rất đẹp. 250.000. Đó, có những kiến rất là nù rụt như thế này, có những kiến mini nhá. 5 kiến 250.000 và cái kiến này khá là lớn này. Hình tiếp theo hình 13. Hình 13 em bán là 380.000 ạ. Bao gồm có tất cả là 4 thân liền cơ ạ. 4 thân hoa có thân rất là nù đẹp. Hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 thì em bán là 480.000 ạ. 480.000. Hình số 15. Hình số 15 đây ạ. Là 490.000, bao gồm có 4 thân rất đẹp. 4 thân rất là đẹp cô chú anh chị nhá. 490.000 ạ. Hình số 16 là có 7 kiến. 7 kiến nù quá đẹp luôn. Đó, 7 kiến rất là đẹp luôn ạ. Hình này thì em bán giá là 400.000. 7 kiến rất đẹp. Hình số 10, 17. Hình 17 này có tất cả là
Hình số 17 này không biết là bao nhiêu kiến đây. 1, 2. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiến tất cả nhé cô chú anh chị nhé. Tất cả 8 kiến ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à có 7 kiến. Cũng 7 kiến, hình này em bán 430.000. Hình tiếp theo, hình 18. Hình 18 này có 7 kiến, em bán 300.000. Và các kiến này thì nó cũng rất là nù ạ. Phải nói cực nù luôn. Có những kiến rất là nù luôn ạ. Cực là cực kỳ là nù luôn ạ. Hình này em bán là 300.000 thôi, hình 18. Hình 19 bên này. Đây, hình 19 bên này có tất cả là 20 kiến, 20 kiến nhá. Đây, 20 kiến thì em bán là 600.000. Tính ra thì mỗi một kiến nó chỉ, kiến phi điệp này nó chỉ rơi vào 30.000 thôi. Đó. À, mà cô chú anh chị đã có những cái kiến rất là xinh, sở hữu, có thể sở hữu được cái nhiều cái mặt hoa của vùng Cao Bằng từ những thân kiến này rồi. Đó, cho cô chú anh chị có thể trải nghiệm việc ươm kỳ đấy ạ, nuôi kiến đấy ạ. Rồi ạ, ngoài ra thì em còn có cái lô này thì em sẽ bán theo kg, hàng tuyệt đẹp luôn. Rồi đây là những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng của kênh Hoa Lan Anh Lượng ạ. Mong các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho kênh nhà em. Và kênh nhà em thì cơ sở lan rừng nhà em có bán hàng, gửi hàng qua, ship hàng qua đường bưu điện. Và cái giá mà em báo thì chưa bao gồm cước phí vận chuyển cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào có muốn sưu tầm cái mặt hoa phi điệp tím của vùng Cao Bằng thì có thể liên hệ đặt hàng với em. Thì với cái giá này thì em nghĩ là cô chú anh chị nào cũng có thể yêu lan, cũng có thể sưu tầm được cho mình những cái mặt hoa của phi điệp tím của vùng Cao Bằng đấy ạ. Em xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn.